Những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại một cơ sở giết mổ gia cầm tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Theo chủ cơ sở, những con gà này sẽ được mang đi tiêu thụ trong các quận nội thành Hà Nội. Cô ngâm bột sắt. Mà ngâm bột sắt như thế nó nguy hiểm, có sợ không? À thì kệ mình ăn không sợ. Ở đây ai người ta ngâm nghệ. Sợ người ta ăn vào có sao đâu ạ? À chả. Rồi có nghĩa là từ trước đến nay cô ngâm bột sắt là là người ta mua về người ta ăn là chưa có chuyện gì. Thế. Mình thì đúng phải màu phải nhạt hơn. Đây nhà tên nhà nó lấy vàng như này. Khoan cho xem hai cái trông nó lên màu có được không, có để không được đúng vàng như này. Đây nhà hàng nhà này nó mới đúng vàng như này, còn nhà chú thì đúng thì lấy ra để tôi chỉ cho này. Nhà chú thì đúng đấy, thì tầm thế này đây này. Vâng. Chứ đừng đúng vàng. Tôi dùng đấy, tôi dùng nhà hàng nó lấy vàng, tôi dùng vàng, còn chú thì dùng chung chú đắt lắm. Bây giờ ai người ta dùng chúng tôi đã tiến hành mua ngẫu nhiên 3 con gà ở 3 chợ khác nhau. Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia là nơi chúng tôi mang 3 con gà được mua ngẫu nhiên để kiểm tra hàm lượng sắt trên bề mặt da gà. Sau gần 2 tuần chờ đợi, chúng tôi đã nhận được kết quả đáng phải lo lắng. Tất cả 3 mẫu gà này đều có chứa bột sắt và selen, các chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Thì theo những cái thông tin tôi được biết ý, thì những cái cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đấy, người ta dùng cái bột sắt công nghiệp. Đấy. Mà bột sắt công nghiệp nó chỉ dùng trong công nghệ chế biến mủ cao su hoặc là công nghệ chế mực in đấy, và một số cái công nghệ khác. Thì cái đấy không thể dùng được phép dùng trong chế biến thực phẩm. Bởi vì ý, là trong đó nó có cái gốc gọi là ISO. Và khi mà hòa tan trong nước thì nó sẽ phân giải cái benzen và như vậy rất độc. Với mức bình quân 11,5 kg thịt gia cầm một người mỗi năm, người Việt đứng thứ 11 thế giới về tiêu thụ gia cầm. Liệu gà thịt sẵn trong các chợ tại nội thành Hà Nội có bao nhiêu phần trăm bị nhúng bột sắt làm vàng da?